Nam Mô A Di Đà Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả các vị đến với chương trình 5 phút Phật pháp. Kính thưa tất cả đại chúng, hôm nay chúng tôi lại chia sẻ với quý vị một email của một người Phật tử gửi đến cho chương trình hết sức là dễ thương thưa quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa thầy, trong 5 phút Phật pháp số 3, thầy có kể câu chuyện nồi cơm Khổng Tử. Đây là một câu chuyện ý nghĩa vô cùng để tự mỗi con người rút ra một bài học cho bản thân mình. Chính mắt thấy còn sai, hào húng là những chuyện chỉ nghe người khác thêu dệt. Đó là câu kết thúc quá chí lý thầy ạ. Nhưng bạch thầy, dù biết là như vậy, nhưng những lời thị phi thêu dệt vẫn làm cho phần nhiều chúng con bị ảnh hưởng. Xin thầy cho một lời khuyên để chúng con không bị nó làm cho mình điên đảo. Kính chúc thầy sức khỏe và thuận duyên trên con đường hoằng pháp. Phật tử Giác Khai. Kính thưa đạo hữu Giác Khai cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này. Bậc trí như vách núi, gió cuồng nộ chẳng lay, lời tán dương phỉ báng không sao gợn đôi mày. Đó là bậc trí như vậy đó. Còn đối với chúng ta là những người bị nhiều sự tác động của cái môi trường xung quanh, những lời ong tiếng ve của cuộc sống rất dễ làm cho chúng ta bị tổn hại. Chính vì lẽ đó mà Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta hãy mặc áo nhẫn nhục đi vào trong cuộc đời này. Nhân đây chúng tôi xin kể cho quý vị nghe một câu chuyện của người xưa. Chuyện kể rằng vua Đường Thái Tông có một người hết sức thân cận với mình, đó là Hứa Kính Tôn. Một bữa nọ thì vua Đường Thái Tông mới nói với Hứa Kính Tôn là: ta thấy khanh không phải là phường tệ bạc, là người trung nghĩa, thế tại sao có những lời đàm tiếu khen chê về khanh nhiều như vậy? Hứa Kính Tôn mới thưa với đức vua rằng: muôn tâu bệ hạ, trời mùa xuân mưa tầm tã như dầu, nhưng làm cho cái người nông phu người ta vui mừng vì cấy được lúa. Nhưng mà người bộ hành thì rất ghét trời mưa vì đã làm cho con đường kia trơn trượt. Trăng mùa thu vằn vặt giữa trời làm cho những người tao nhân mặt khách hết sức là vui mừng vì có được một đêm trăng sáng để làm thơ, để ngắm trăng, để uống rượu. Nhưng đối với những tên đạo chích thì vô cùng ghét ánh trăng kia vì nó đã quá sáng, không thể che giấu được thân phận của mình. Tâu đức vua, trời đất trăng sao nắng mưa ấy vẫn vô tư trong dòng đời này, ấy thế mà còn bị sự ghen ghét của dòng đời. Huống chi là hạ thần, hạ thần chỉ là một con người hết sức bình thường thì làm sao có thể tránh được những lời ghét thương trong thiên hạ. Muôn tâu bệ hạ, nếu nhà vua nghe lời thị phi thì quần thần sẽ bị hãm hại. Nếu cha mẹ nghe lời thị phi thì con cái phải chia lìa. Nếu vợ chồng nghe lời thị phi thì đôi đàn gãy gánh. Những tiếng thị phi trong thế gian còn độc hơn là rắn độc, còn bén hơn là gươm dao, nó có thể giết người mà không lấy máu. Thưa quý vị, đó là những lời của người xưa, là một bài học hết sức là quý báu cho chúng ta ngày hôm nay. Người xưa đối diện với thị phi như vậy đó, họ dửng dưng không bị tác động, và những điều người ta đưa ra hết sức là tự nhiên giữa dòng đời này. Ông bà mình có câu đó là: chỉ đâu mà buộc ngang trời, tay đâu mà bịt miệng người thế gian. Miệng người thế gian người ta được quyền nói, còn nghe hay không vẫn là chuyện của cá nhân chính mình. Đức Phật đã dạy cho chúng ta 8 con đường để vượt thoát ra khỏi cái khổ đau, đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Những hành động của thân, những lời nói của miệng và những suy nghĩ của ý là 3 phương diện không thể tách rời đến vấn đề chuyển hóa. Chúng sanh đau khổ cũng vì 3 nghiệp này mà gây nên, và chúng ta vượt thoát ra khỏi sinh tử luân hồi cũng từ nơi xây dựng 3 nghiệp này tốt đẹp. Hy vọng rằng đạo hữu Giác Thanh cùng tất cả quý vị không bị tác động chi phối bởi những yếu tố như vừa nêu. Kính chúc cho tất cả các vị và gia đình của mình luôn bình an, luôn hạnh phúc trong cuộc đời này. Nam Mô A Di Đà Phật.